Vâng, xin chào cả nhà. Xin mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bãi Nhật. Video hôm nay lên sóng cho cả nhà 4 chiếc xe mini nội trợ, 3 chiếc dáng cào cào và 1 chiếc xe mini nội trợ rất chi là chất. Xin mời các bác xem video thì cho em xin một nốt like nhé. Xin cảm ơn các bác. Và sau đây em sẽ đi chi tiết báo giá cũng như giới thiệu về cấu hình của 4 chiếc xe trong video ngày hôm nay. Hai chiếc đầu tiên đó là hai chiếc cào cào trục lắp. Chiếc thứ ba là chiếc Angela, cũng hàng nội địa Nhật. Một chiếc mini khung võng kép, uốn lượn rất chi là đẹp. Đấy, mình xà dạng xe nội trợ 6 số, có thể đi thể thao được. Chiếc thứ tư cũng là một chiếc Bridgestone dáng cào cào, đùm 3 số, thép cổ nhá, màu ghi rất đẹp. Và sau đây em sẽ đi chi tiết báo giá từng xe một, sau đó sẽ giới thiệu về cấu hình của xe cho các bác xem. Chiếc đầu tiên là chiếc trục lắp Maruti E122 nhá. Chiếc xe là có sơn màu chủ đạo là màu đen, thép cổ. Giá chiếc xe này là 7.500.000 đồng, bao ship tận nhà nha các bác. E122 7.500.000 đồng, bao ship tận nhà. Chiếc thứ hai cũng là một chiếc trục lắp màu ghi xám. Chiếc này mang mã số là E70. Khung sườn thép cũng chạy trục lắp, sơn màu ghi xám rất đẹp. Các bác nào hợp phong thủy với màu này thì đặt ngay chiếc xe này cho em. Chiếc thứ ba là màu xanh coban đậm, khung võng kép mình xà, uốn lượn mình rắn rất đẹp đây. Màu xanh coban, mang mã số là 938 nhá. 938 X938 nhá. Giá 5 triệu đồng bao ship tận nhà luôn. Và chiếc thứ tư, chiếc thứ tư này trong video hôm nay bán ưu đãi cho các bác chiếc xe này. E104 này, E104 nhá. 5.500.000 đồng, bao ship tận nhà. Con này đùm 3 số, thép cổ, thép cổ rất chi là VIP, Bridgestone, sơn màu ghi xám, đã phủ bóng 2K rất chi là đẹp. Mini cào cào nội trợ 5.500.000 đồng, E104 nhá, bao ship tận nhà luôn. Và sau đây em sẽ đi chi tiết cấu hình từng chiếc xe một cho các bác xem. Bác xem like cho em xin nốt like đi, nốt đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký kênh, xin cảm ơn. Chiếc đầu tiên là chiếc Maruti trục lắp, khung sườn có màu đen, có màu đen rất đẹp, đã phủ bóng 2K chống chảy xước. Càng lắp hai bên của nó là có màu ghi xám nhá, sơn màu ghi xám nhá. Xe trang bị gọng các ba ga là gọng inox nhá, đũa inox của nó là đũa bản to này. Rè của nó là rè mạ inox luôn, đũa rè là đũa nhôm, mạ màu ghi, đuôi rè là có miếng phản quang màu đỏ này. Con này là bánh lốp của nó là lốp của IRC nhá, lốp của IRC, lốp của Nhật luôn. Đây tem chữ Nhật đây các bác này, đó, có dập chữ, có chữ trên lốp đây. Con này cỡ bánh là lốp 27 × 1/3/8, lốp IRC, lốp Nhật nhá. Vành của nó là vành inox các bác ạ, vành inox sáng choang luôn. Nan hoa này inox chân đồng luôn đây này, nan hoa inox chân đồng. Xe sử dụng cùi đề của Shimano. Con này đùm 3 số, đùm sau của nó là đùm 3 số. Con này đùm 3 số của Shimano đó. Tuy nhiên là nó mất tem chữ rồi, nó mất tem chữ rồi. Càng lắp đây, càng lắp của nó này. Và trục chuyển động của nó nằm ở bên phía tay phải, mạn sườn phải của xe nha các bác. Lốc Maruti này, lốc Maruti luôn, nguyên zin của hãng luôn. Tem chữ Maruti đây các bác, tem chữ màu trắng nhá, bản hút nêu. Bên càng chéo dưới của xe, hồ
màu trắng luôn. Phía cuối xe là có một cái tem màu vàng đây các bác này. Tem dán bên Nhật. Tem BAA đây, tem kiểm định ở bên Nhật. Tem chữ đây. Con này khóa hồng của nó, zin của nó nhá. Khóa hồng là khóa hồng inox. Khóa này là khóa chỉnh sửa nâng hạ cọc in đấy. Khóa hồng chỉnh sửa nâng hạ cọc in nhé. Cọc in là nhôm trắng, gọng in là sơn màu đen. In zin theo xe luôn. In bản to. Kiểu dáng của mini trục lắp cào cào Maruti mang chất thương hiệu của nó. Trục nhôm, đùi đạp của nó là đùi nhôm nhá, đùi zin nhá. Đùi nhôm. Các bác xem là lốc máy dưới của nó đây này. Đang còn số này. Đó, đang còn số và các cái thông số của nó là dưới lốc máy đang có một miếng tem nhôm dán nhá, dập chữ nhá. Chất luôn. E122 nha các bác, 7.500.000 đồng, bao ship tận nhà nhá. Cấu hình ghi đông pô tăng của nó là ghi đông pô tăng nhôm. Xe này có chuông này, em chưa bẻ lên. Đấy, chuông rất kêu, chuông Nhật luôn. Ghi đông pô tăng nhôm trắng nhá. Sử dụng bộ vặn xả bên tay phải này, 3 số này. Bộ vặn xả 3 số này các bác này. Đó. Giá trước của nó là giá mạ inox rồi. Lốp trước là như lốp sau là lốp của IRC. Lốp của IRC. Cửa bánh lốp 27x13/8. Đèn xe là đèn Shimano Nexus luôn. Đèn LED nhé. Còn này là đèn LED một bóng. Xung quanh là phản quang. Màu trắng luôn. Mày ở trước là mày ở phát điện. Còn này. Mày ở phát điện của ông nào đây? Không thấy chữ các bạn. Không thấy chữ. Mày phát điện nhá, màu trắng. Cấu hình vành như vành ở phía bánh sau thôi. Đây này. Đỡ vành và bánh là 27x13/8 cả nhá. Vành inox. Trang bị phía trước là dọ hàng inox bán rộng nha các bác. Dọ hàng inox bán rộng nhá. Dọ hàng này dọ hàng của Mizanta. Dọ hàng của Mizanta các bác. Đũa đỡ của nó là cũng là hai đũa to, đũa inox vừa đỡ dọ hàng đấy. Tay phanh của nó là tay nhôm nha các bác. Tay nhôm. Phanh trước của nó là phanh gọng C. Gọng C hai mảnh nhôm sơn màu đen. Phanh sau là phanh ổ bi rồi, lát em dọi cho. Xe này là thép cổ nhá. Mối hàn ở các cái đầu nối giắc co này. Đó. Trục giữa của nó chạy bi bạc đạn rồi. Rất vip. Chân trống zin theo xe, sơn màu ghi. Đây, phanh sau là phanh ổ bi đây, phanh ổ bi của Shimano nhá. Phanh ổ bi của Shimano. Đũa đỡ các ba ga của nó cũng dạng đũa to. Rất chắc chắn luôn. Khóa của Maruti luôn các bác. Khóa sau á. Đây, khóa của Maruti luôn. Rất nhạy. Em một tay cầm điện thoại và một tay vẫn test được cho các bác đấy. Rất nhạy đấy. Các bác nhớ lại A122 nhá. Mạn sườn trái của xe đây. A122 7.500.000 đồng. Ai hợp phong thủy màu đen thì zin ngay chiếc xe này. Tiếp theo là A70 đi. A70 xe số 2 trong video hôm nay. Cũng là của Maruti. Trục lắp. Khung màu chủ đạo của nó là màu ghi xám luôn. Màu theo càng lắp luôn. Các ba ga là các ba ga trắng, inox màu trắng. Nguyên zin luôn, đũa. Đũa các ba ga cũng là đũa to. Đỡ rất chắc chỉ là chắc chắn luôn. Dè cũng là dè mạ inox, đuôi dè có phản quang màu đỏ. Lốp là lốp zin theo xe rồi. Lốp này lốp zin theo xe rồi. Để em xem thông số của nó nè. Mắc min. Đây, cửa bánh của nó 27x13/8. Đấy, lốp zin theo xe. Lốp của Renmin. Lốp của Renmin các bạn. Lốp của Renmin 27x13/8 nhá. Vành là vành inox luôn.
Nan hoa là nan hoa inox chân đồng rồi, zin theo xe rồi. Đùm sau của nó là đùm 3 số, sơn màu đen, sơn tĩnh điện, sơn ô tô đấy. Quy đề của Shimano. Càng lắp màu ghi xám. Càng lắp của xe là luôn luôn nó có màu ghi xám nha các bác. Càng lắp nguyên zin luôn, Nhật luôn. Maruti. Lốc đây, lốc của Maruti mất tem chữ rồi các bác. Đùi nhôm nguyên zin nhá. Đùi đạp đấy, nguyên zin nhá. Pedal V5 thay mới rồi. Pedal thay mới rồi. Maruti tem chữ màu đen này. Bản hút nêu này, hút nêu này. E70 nhá, bằng giá với chiếc xe số 1 kia. 7.500.000 đồng, bao ship tận nhà luôn. Khung sườn nữa là khung sườn thép quá. Cọc in là cọc in nhôm trắng. Gọng in là gọng nhôm sơn màu đen. In là dạng in của xe cào cào. In zin. Đang còn rất êm, rất đẹp. Ghi đông cô tăng theo kiểu dáng cào cào đây. Ghi đông cô tăng nhôm nha các bác. Tay nắm chống trượt. Bộ vặn xả 3 số ở bên phía tay phải luôn. Trung Nhật rất kêu. Dọ hàng trước của nó là dọ hàng nhựa nhá. Con này trang bị dọ hàng nhựa. Dọ hàng nhựa màu trắng các bác. Con này em tháo lắp ra rồi, em tháo cái nắp ra rồi. Bác mua xe em sẽ nắp lại đàng hoàng luôn. Phanh trước của nó là phanh ba gọng nhôm 3 mảnh nhá. Và gọng C 3 mảnh, phanh của Decompact. Phanh của Decompact nhá. 3 mảnh nhôm, zin theo xe luôn. Đèn trước là đèn LED. Đèn LED 3 bóng. 3 bóng LED nhỏ và một bóng phản quang rất to. Mirror trước của nó là mirror phát điện rồi. Mirror trước là mirror phát điện. Cấu hình bánh trước như bánh sau đây. Lốp của Lê Minh 27 nhân bánh lốp là 27 nhân 1/3/8. Đây. 27 nhân 1/3/8, vành là vành inox. Nan hoa là nan hoa inox chân đồng luôn. Lốp Nhật đấy. Lốp nguyên zin cho xe luôn. Chuồng rất kêu các bạn. Các bác xem mạn sườn trái của xe nhé. Mạn sườn trái của xe quá. Là trục giữa cũng chạy bi bạc đạn rồi. Đùi nhôm, đùi nguyên zin rồi. Chiếc lắp này là test xe, em test xe rồi. Đi rất chi là sướng các bạn. Rất khỏe luôn. Với chiếc dáng cào cào nội trợ này, đi cực khỏe. Chân trống sơn màu đen nha các bác. Chân trống này, chân trống bên em lắp mới nhá. Con này là chân trống bị gãy. Bên em lắp mới. Các ba gà này. Phanh sau là phanh ổ bi nhá, của Shimano luôn. Nguyên zin theo xe luôn. E70 nha các bác. 7.500.000 đồng. Bao ship tận nhà. Trục lắp dáng cào cào, rất đẹp. Chiếc thứ ba trong video hôm nay đó là một chiếc mini nội trợ 6 số. Khung võng, khung võng uốn lượn rất chi là đẹp. Uốn lượn theo kiểu là mình xà của Angada, của Angada nhé. Hàng nội địa Nhật. Giá con này là 5 triệu đồng nha các bác. 5 triệu đồng bao ship tận nhà, em đã báo đầu video rồi đấy. X938 nhá. Mời các bác xem cấu hình này. Gabaga là Gabaga là con này nó rồi hơi bị chảy sơn rồi. Gabaga gọng inox. Đũa rất chất. Dưới túi. Con này là mạ sơn màu ghi. Inox mạ này các bác. Inox còn mạ này nó bị chảy xước rồi. Mà Gabaga nguyên zin đấy nha các bác. Đũa của nó là đũa gọng to nhá. Con này cấu hình dè của nó đây. Cấu hình dè của nó là dè nhôm mạ nhá, màu ghi. Dè là nhôm mạ màu ghi, đũa cái dè là đũa mạ inox. Đuôi dè có miếng phản quang màu đỏ này. Chân trống sau của nó là chân trống kép các bạn. Chân trống kép zin theo xe, chân trống kép mạ inox chỉ là chắc chắn luôn. Chân trống kiểu mạ inox. Con này có quy đề cũng là gọng quy đề mạ inox nhá. Zin theo xe nhá. Con này là sử dụng 6 số.
của Shimano, 6 lip, 6 tầng lip của Shimano luôn. Cùi đề của Shimano luôn. Xích lip sen xích của nó và lip của nó đang còn zin theo xe, rất đẹp. Bánh đề của nó đây. Con này sử dụng cùi đề của Shimano Tourney. Shimano Tourney các bác. Khung sơn chủ đạo của con xe này là màu xanh coban, rất đẹp. Size con này là size 26 à. Em đi cấu hình lốp và vành cho các bác xem luôn. Lốp con này, lốp bên em thay mới rồi, lốp sau vàng. Đó, lốp bên em thay mới rồi. Cỡ bánh lốp của nó là 26 nhân 1/3/8 nhá. Đây trên đây này. 26 nhân 1/3/8 nhá, vành là vành nhôm. Vành nhôm nhá. Nan hoa inox chân đồng nhá. Vành nhôm nan hoa inox chân đồng. Mayer sau của nó là Mayer của Joytech đây. Mayer nhôm của Joytech. Mạ chrome sáng bóng luôn, rất đẹp. Con này là chắn xích chắn đĩa của nó là của zin theo xe luôn. Đó, cái chữ của nó màu xanh luôn, theo màu của khung xe luôn nhá. Con này là khung càng thép các bạn. Con này là khung càng thép, đùi của nó là đùi sơn màu đen. Đùi của nó là đùi nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Pedal của nó là pedal nhựa, pedal là nhựa đúc nhá. Nhựa đúc. Đó, màu trắng, màu ngà trắng rất đẹp, phản quang hai mặt màu vàng này. Các tem chữ đây các bác này. Tem bên Nhật, tem chữ đây. Cỡ xài với cấu hình xe nội trợ này các bác cứ lên xài từ 1m50 trở lên là đi được nhá. Từ 1m50 trở lên là đi ok. Cái cấu hình của ghi đông Potang, ghi đông Potang nhôm nhá. Kiểu tay nắng là mini, kiểu dạng là ghi đông Potang của mini nội trợ rồi. Mini bãi Nhật. Rất đúng phong cách của dòng mini bãi Nhật rồi. Con này sử dụng bộ vặn xả của Shimano Vivoship nhá. Bộ vặn xả 6 số của Shimano Vivoship, tay nắm chống trượt. Chuông Nhật màu xanh rất kêu. Dọ hàng là dọ nhựa màu ghi, màu ghi, dọ nhựa màu ghi nhá. Logo đây, logo mặt trước của xe này các bác, mặt trước của khung xe nhá, số khung này vẫn còn nhá. Càng trước đây mối hàn rắc co này, thép cổ này màu xanh rất đẹp. Con này là sử dụng bình dynamo phát điện ăn lốp nha các bác. Bình dynamo phát điện ăn lốp zin theo xe. Đấy, chiếc đèn của nó đây. Đèn đi van đem. Một bóng sáng và một bóng phản quang luôn. Phanh trước cấu hình của nó phanh gọng C hai mảnh nhôm này. Phanh gọng C hai mảnh nhôm, phanh của ISB nhá. Phanh của ISB. Mayer trước cũng là Mayer nhôm của Joytech. Cấu hình bánh trước thì như bánh sau thôi. Lốp là lốp của sao vàng SRC. Lốp của sao vàng SRC rồi. Cỡ bánh lốp xem nào. Đúng rồi, cỡ bánh lốp bánh 26 rồi. Cái cấu hình ở khung xe đề 26. Đấy, 26 đấy là không có hình lốp và vành đề vào. Vành là vành nhôm zin theo xe rồi. Nan hoa là nan hoa inox chân đồng nhá. Hệ thống dây phanh là đi nổi hết màu đen nhá. Bác xem mạn sườn trái của xe này. Mạn sườn trái của xe đây các bác. Đó. E938 nhá, 5 triệu đồng báo ship tận nhà luôn. 5 triệu đồng báo ship tận nhà luôn. Con này là đùi trái của nó là đùi nhôm sơn màu đen, pedal cũng là màu ngà trắng, rất đẹp, phản quang hai mặt màu vàng. Phanh sau con này là phanh ổ nhá. Con này là phanh ổ trục. Phanh ổ luôn. Và phanh của ba ke. Cụm phanh của nó là phanh rất chỉ là ăn luôn. Chân trống là chân trống zin, chân trống kép đuổi inox rất chi là chất. Khóa là khóa zin theo xe nhé. Khóa rất nhạy luôn này. Khóa cực nhạy luôn. 5 triệu đồng bao ship tận nhà, sở hữu chiếc xe nội trợ. Các bác liên hệ với em theo số Zalo điện thoại em để chạy ở đầu màn hình nhá, các bác nhớ đọc nhá. Và em cũng có đánh ở phần tiêu đề đấy, các bác nhớ đọc kỹ khi xem video. Số đấy cũng là số Zalo mở luôn. Cứ alo cho em sẽ tư vấn kỹ hơn.
chiếc thứ tư cuối cùng. Chiếc này là em ưu đãi trong video này cho các bác là em 104 5.500.000 đồng nhá. Một chiếc Bridgestone hàng nội địa Nhật chính hãng, thép cổ, khung sườn là có màu sơn là màu ghi xám, đã phủ bóng rất chi là đẹp luôn này các bác. Đùm 3 số nhá. Con này giá 5.500.000 đồng, E104 các bác nhớ này. Bridgestone này. Cấu hình như sau, Gavaga là Gavaga inox đang còn rất đẹp. Gavaga đũa inox rất chi là đẹp luôn, chắc chắn luôn. Quy đề của Shimano nhá. Đùm của nó là đùm 3 số của Shimano luôn. Đó, đùm 3 số của Shimano luôn. Đũa rè của nó là rè mạ inox, đũa đuôi rè là có một miếng phản quang màu đỏ này. Đũa rè là nhôm mạ này, màu trắng này. Lốp con này này. Em xem này. Lốp con này lốp DGC rồi. Lốp này lốp Made in Việt Nam à. Lốp đã thay rồi các bác. Lốp đã thay rồi, cửa bánh lốp là 27 x 13/8. Vành nhôm zin theo xe. Nan hoa này, nan hoa inox chân đồng. Chân trống là chân trống kép, chân trống mạ inox. Rất chi là chắc chắn. Rất đẹp. Khóa hồng cọc in của nó là mạ inox luôn. Ta linh zin theo xe. Khóa hồng này là nó đồng thời là có thể mở tháo lóc các ba ga luôn nhá, nâng hạ chỉnh sửa cọc cọc in. Cọc in gọng in là sơn tĩnh điện màu đen, cọc in nhôm. Có giảm sóc hai so của in. In là kiểu y dáng in béo rất chi là đẹp, ngồi rất êm luôn. Đây. Em BAA này các bác này. Các bác mua xe bên em bất kỳ một mặt hàng xe đạp hay là mặt hàng khác, bếp ga cũng như là quạt. Đấy, những mặt hàng bên em là đều bảo hành 1 năm nhé. Đều bảo hành 1 năm nha các bác. Trừ là dòng bếp từ bảo hành 6 tháng nhá. Trừ dòng bếp từ là bảo hành 6 tháng rồi nhá. Còn lại là các hàng không liên quan đến điện bên em bảo hành 1 năm nhá. Nó liên quan đến điện nhiều thì bên em sẽ bảo hành 6 tháng. Đấy, các bác mua hàng bãi là bảo hành như vậy là rất chi là ok rồi đấy. Bếp ga này nó cũng có liên quan đến điện, tuy nhiên điện nó ít nên là bên em vẫn bảo hành 1 năm. Xe đạp cũng bảo hành 1 năm cho các bác, còn ngoài ra kỹ thuật thì hỗ trợ cho các bác. Nếu các bác không nắm được, bên em có thể hỗ trợ cho các bác là khi các bác là khách hàng bên em thì hết bảo hành cũng vẫn được hỗ trợ nhá. Các bác nhớ E104 nhá, Bridgestone. Mini cào cào. Thép cổ. Các bác nhìn các cái mối hàn rắc co này là đấy, mối hàn rắc co này rất chắc chắn luôn, lắp ngang như nhôm luôn các bạn. Ngoài ra có những tem kiểm định cũng như là tem bên Nhật, các cái thông số, tem thông số nhá. Con này xích trên xích của nó đang còn rất chi là ok nhá, rất chi là nuột nà luôn các bác ạ, quay đều luôn, đẹp luôn. Đùi của nó là đùi nhôm, pedal là pedal nhựa, bên em thay mới, pedal này phản quang hai mặt màu vàng rồi, hệ thống dây phanh là đi nổi, cấu hình bánh trước như bánh sau thôi. Rè cũng là rè mạ inox rồi. Lốp là lốp bên em thay của DGC. Cửa bánh là 27 x 13/8. Riêng vành là mà nan hoa inox là zin theo xe. Vành nhôm nan hoa inox chân đồng nhá. Mai ở trước là mai ở phát điện của Bridgestone. Đó, mai ở phát điện của Bridgestone luôn. Đây, đèn này, đèn zin của nó này. Nó có chảy xước rồi. Đèn LED một bóng nhá. Rất sáng luôn, đi ban đêm luôn các bác nhìn này. Đó. Con này trang bị dọ hàng của nó là dọ hàng nhựa màu đen. Dọ hàng nhựa màu đen. Cái dọ hàng nhựa hay dọ hàng inox bên em cũng đều là đặt ở bên Nhật cả. Nên các bác yên tâm chất lượng đi. Phanh trước là phanh gọng C, hai mảnh nhôm, zin theo xe. Logo này, logo của Bridgestone này, chữ B này các bác này. Không chạy đi đâu được. Các bác xem cái logo của Bridgestone là một miếng nhôm có khắc chữ B nhá. Khung số xe trên khung trước đây. Ghi đông vô tăng của nó là ghi đông vô tăng nhôm rồi, kiểu dáng cào cào rồi, đặc trưng rồi. Xe sử dụng bộ vặn xả 3 số bên tay phải nhá, của Shimano Nexus nha các bác. Chuông Nhật rất kêu. Đấy, các bác yêu thích mã E104 này, giá 5.500.000 đồng, bao ship tận nhà nhá. Con này đã ưu tiên giảm trong video hôm nay, con số 4 nhá. Các bác nhớ kết chiếc xe này thì nhắn tin cho em vào số Zalo hoặc là gọi điện cho em.
số điện thoại là 0912 746 836. Số đấy cũng chạy ở phần đầu của video, các bác nhớ đọc. Số đấy cũng là số Zalo mở luôn. Khóa của nó, khóa zin của nó đây các bác này. Con này này. Đó, con này khóa zin của nó rất nhạy luôn. Khi khóa cái chiếc này lại, nó cứ kiểu xe Nhật nó rất nhiều kiểu khóa các bác ạ. Tuy nhiên khi các bác mua xe nào thì em sẽ hướng dẫn kiểu khóa cho các bác thôi. Khóa rất nhạy luôn. Em đang cầm một điện thoại. Tuy nhiên là nếu như không cầm điện thoại thì khóa nó dễ hơn. Đó. Nó có phải hai nấc thì mới khóa được. Và bật rất nhanh, khóa của Park nhá. Phanh sau của nó là phanh ổ bi của Shimano, à của Bridgestone, phanh ổ bi của Bridgestone. Chân trống này, chân trống zin theo xe, chân trống inox. Đũa chân trống là mạ inox. Mới keo đang còn rất đẹp luôn. Hệ thống dây phanh thì nó đi nổi hết rồi. Tem Nhật đây các bác. Đùi trái như đùi phải thôi. Đùi là đùi zin nhá. Thông số đang còn trên đùi đùi đạp đấy. Đây đan này, đây đan là nhựa đúc này. Thay mới này, phản quang hai mặt màu vàng này. Các bác mua xe thì bên em thì có lốp này, pê đan hay cái gì thay thì em báo thay. Lốp này, lốp của sao vàng là DRC. Không chặt đi đâu được. Lốp Nhật thì là lốp zin của nó nha các bác. Ngoài ra là những chiếc không phải lốp zin nếu thì có những chiếc nó hỏng lốp, bên em vẫn thay lốp Nhật. Nhưng mà nó không phải là zin theo xe, bởi vì lốp xe là nó dễ rất dễ bị hư hỏng. Khi sử dụng người Nhật cũng đã sử dụng bên đấy rồi, nó thành hàng bãi, cho nên là cái việc hư hỏng lốp, xăm lốp là bình thường nha các bác. Thậm chí là có những các cái vết chảy xước thì vẫn phải dặm tút lại để cho nhìn nó sáng và dọn dẹp sạch sẽ, phủ bóng chống chảy xước thêm cho các bác thôi. Nhưng còn các bác muốn mua xe đẹp thì phải mua xe hàng lướt, nhưng tuy nhiên giá thành nó sẽ rất chi là cao. Những con hàng lướt ở như xe này thì nó sẽ không có tầm giá như vậy cho các bác mua đâu. Đây là bên em rất nhiều xe đấy. Các bác yêu thích dòng xe nào cũng có. Road bike, touring, MTB, xe mini nội trợ, trợ lực, điện, xe điện. Rất nhiều xe trẻ em. Rất nhiều xe. Trên đây mới là một tầng một của kho xe bên em thôi nhá. Các bác yêu thích dòng xe nào bên em cũng có, kể cả xe gấp cũng có nhá. Các bác cứ đặt hàng ở bên em tìm cho. Khi các bác mua xe là các bác nhớ là kết bạn Zalo với em để em tư vấn kỹ hơn. Thế nhiều bác chỉ gọi điện không thì nói mã xe, còn nếu các bác đã ưng trên video rồi các bác gọi điện cho em chốt và cọc tiền cho em cũng được, không sao cả. Có nhiều bác thì xem tivi không xem điện thoại thì nó cũng rất khó trong vấn đề là Zalo. Còn nếu các bác xem video kỹ thì các bác đã ưng rồi thì cứ cọc tiền cho em là chốt mã thôi. Em mỗi xe đều có đánh mã xe rất rõ ràng rồi. Các bác cứ nhắn gọi cho em cũng được. Video đến đây cũng dài. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.